Lễ hội té nước Songkran chào đón năm mới của người dân Thái Lan thì đã chính thức bắt đầu tại thủ đô Bangkok. Rất đông người dân địa phương và du khách đã cùng hòa mình trong không khí sôi động của lễ hội. Trên đoạn đường dài nửa km của đường Khao San, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm Bangkok, mọi người đã cùng nhau xả súng nước và nhảy múa theo những giai điệu phát ra từ các quán ven đường. Lễ hội Songkran đánh dấu Tết Nguyên đán của người Thái Lan sẽ kéo dài 5 ngày kể từ ngày 12 cho đến ngày 16 tháng 4. Lễ hội được yêu thích này đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2023.